gọt hàm là bắt buộc phải hạ gò má, hay là hạ gò má là bắt buộc phải gọt theo hàm? Không phải, như chưa bao giờ nói như vậy. Cũng sẽ có rất là nhiều trường hợp chỉ định làm cả hai cùng lúc. Nhưng đối với những nền mặt to và thô và có cái sự mất cân xứng, có nghĩa là lệch nhiều, còn cái phần xương hàm trên và xương hàm dưới của mình phát triển quá nhiều, làm cho gương mặt bị to, vuông vặt, chữ điền á, nó không có cái nét mềm mại nữ tính, thì chúng ta cần phải can thiệp gọt đi để cho gương mặt nó thanh tú, nhỏ nhắn hơn. Và gọt hàm thì chúng ta sẽ can thiệp trong cái khoang miệng, rạch ở ngay chỗ cái đường niêm mạc ở ngách lợi nha. Còn đối với phần gò má thì sẽ có người to ở phía này, phía ngoài, và có người thì to ở cái phía gần mắt. Nó sẽ hơi nhọn lên khi mà chúng ta sang nghiêng á, nó sẽ nhọn lên như này, nhìn mặt nó sẽ hơi sắc, hơi dữ, hơi già. Thì chúng ta cần phải can thiệp gọt bỏ đi để cho gương mặt của chúng ta trông nó nhẹ nhàng baby hơn. Can thiệp loại bỏ phần xương nhô gây mất thẩm mỹ ở 2/3 cái gò má này thì nó sẽ giúp cho gương mặt của mình trông nó nhẹ nhàng, nữ tính, mềm mại. Và cũng là thực hiện trong cái khoang miệng luôn, cũng phải rạch ở trên cái ngách lợi ở phía trên nha, đưa lên đây, và có thêm một cái vết mây nhỏ trong phía cái chân tóc mai nữa, tầm chưa tới 1 cm, chút xíu thôi, rồi sau này thì tự nó sẽ làm lại, nó không có để sẹo. Chứ hai cái phương pháp này thì nó không có liên quan gì đến nhau cả. Nếu mà mình chưa có tự tin ở đâu, mình chưa có đẹp ở đâu thì mình làm ở đó thôi nha. Mình phải lựa đúng cái phương pháp phù hợp với cái tỷ lệ mặt của mình thì mới cho ra được cái kết quả tốt nhất, đẹp nhất được.